diện lúa đồng bằng sông Cửu Long tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa và tham quan ruộng trình diễn máy gieo xạ lúa theo mật độ thấp vụ đông xuân 2021-2022. Tham dự các lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các đại biểu đã tham quan đánh giá tại ruộng trình diễn giống, mô hình trình diễn phân bón và máy gieo xạ lúa theo mật độ thấp có 35 giống lúa được trình diễn tại ruộng gồm các nhóm giống lúa thơm chất lượng cao cấp lúa chất lượng cao lúa cao sản lúa nếp và japonica các giống lúa đang trong quá trình khảo nghiệm hoàn thiện hồ sơ hoặc đã được công nhận lưu hành tại hội thảo các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả khảo nghiệm và giới thiệu đặc tính các giống lúa vừa nêu báo cáo về chương trình hợp tác cơ giới hóa trong sản xuất lúa nghiên cứu ứng dụng máy gieo sạ lúa theo hạn mật độ thấp qua đó, phân tích đánh giá những giống lúa mới có đặc tính vượt trội, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các vùng lân cận. Trong chủ hoạt động tại hội thảo, diện lúa đồng bằng sông Cửu Long cũng khánh thành trạm quan trắc côn trùng và khí tượng thông minh cho công ty cổ phần phân bón Bình Điền tài trợ.